Gangu, hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc uy tín bậc nhất Việt Nam hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và làm đẹp, chúng tôi luôn tự tin giúp bạn chạm tới vẻ đẹp chân thiện mỹ của người Á Đông. Những vẻ đẹp mà không phải nơi nào cũng có thể tạo ra một cách hoàn thiện và xuất sắc theo chuẩn tỷ lệ vàng. Tại Gangu, chúng tôi luôn đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu đạt chuẩn 5 sao cho toàn hệ thống. Chi tiết và tinh tế đến từng dịch vụ là sự trau chuốt mà chúng tôi luôn để tâm đến. Quy mô hoạt động được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y tế cũng như yêu cầu từ trụ sở chính tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn cập nhật những công nghệ mới và trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhằm mang đến sự thoải mái nhất cho khách hàng khi đến với Gangu. Ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, khách hàng sẽ được trải nghiệm và tận hưởng các dịch vụ làm đẹp về da như spa, chăm sóc da chuyên sâu với những công nghệ đỉnh cao mới nhất thời đại. Song hành với việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, tại Gangu còn chú trọng đầu tư vào yếu tố con người với đội ngũ y bác sĩ chuyên trách nổi tiếng của Hàn Quốc và Việt Nam về trình độ chuyên môn và uy tín, như giáo sư bác sĩ Cho Deogon, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình Đại học Y khoa Catholic Hàn Quốc, giáo sư bác sĩ Park Sung-yong, giám đốc phụ trách chuyên môn các công nghệ thẩm mỹ chuẩn Hàn Quốc, giáo sư bác sĩ Choi Seong-ho, cố vấn chuyên môn nổi tiếng với kinh nghiệm làm đẹp cho giới K-pop Hàn Quốc, chủ tịch Phùng Mạnh Cường, giảng viên thực hành tại Đại học Y khoa Catholic Hàn Quốc, thạc sĩ bác sĩ Trịnh Văn Minh, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ chuẩn Hàn, bác sĩ Đoàn Vũ, bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ chuẩn Hàn, bác sĩ Dương Xuân Vũ, chuyên gia nha khoa thẩm mỹ chuẩn Hàn, cùng với nhiều các bác sĩ với tay nghề và chuyên môn uy tín trong làng phẫu thuật thẩm mỹ của Việt Nam. Trước mỗi ca phẫu thuật làm đẹp, đội ngũ các bác sĩ luôn trao đổi, thảo luận, hội chẩn nghiêm túc để cùng nhau có được những kỹ thuật, phương pháp tối ưu nhất cho ca mổ, mang đến kết quả thẩm mỹ hoàn hảo nhất cho khách hàng. Với những điều kiện hiện có, chúng tôi luôn tự hào về số lượng khách hàng khi họ đặt chọn niềm tin tuyệt đối khi sử dụng các dịch vụ tại hệ thống thẩm mỹ viện Gangu với các con số được thống kê ấn tượng. Đó là 10.000 ca nâng mũi, hơn 5.000 ca thẩm mỹ về mắt, 7.000 ca làm đẹp nội khoa và hơn 2.000 ca giải cứu các thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ. Thành công nối tiếp thành công trong năm 2018-2019, chúng tôi khai trương liên tiếp cơ sở tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai và thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, cùng với sự phát triển các cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc. 안녕하십니까? 저는 강우 강남 클리닉에서 일하고 있는 박성용입니다. 저희 강우 클리닉은 보시다시피 한국 클리닉, 한국 스타일로 부합하게 최초로 만든 베트남의 성형 전문 클리닉입니다. 저희 병원은 항상 고객과 여러 최신 장비들을 집중해서 관리하고 있으며 더 아름답게, 더 예쁘게, 더 젊어지게 하길 원하시면 저희 클리닉에 오셔서 상담하십시오. 감사합니다. Đến với Gangu, niềm tin của khách hàng luôn được chúng tôi trân trọng và đáp lại bằng những nụ cười. Đó là nụ cười thành công sau mỗi ca phẫu thuật và là nụ cười khi chúng tôi cảm nhận niềm hạnh phúc của khách hàng khi có được vẻ đẹp tự nhiên nhất chỉ có tại Gangu.